cứu hộ xe có 102 đi vào lòng đất khiến nhiều người ngán ngẩm. Mới đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ một tình huống giao thông khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, theo những gì người chứng kiến sự việc ghi lại, được biết một nam thanh niên bị hỏng xe giữa đường nên đã nhờ người khác giúp đỡ. Đáng chú ý là cách cứu hộ của hai người này khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Chiếc xe máy bị hỏng được đặt dựng ngang trong chân trên yên xe. Chưa dừng lại ở đó, một trong hai người đã ngồi lên yên chiếc xe khiến mọi người dường như càng thêm nguy hiểm và khó kiểm soát nếu vô tình xảy ra tình huống bất ngờ. Đặc biệt, có thể thấy đoạn đường lúc này đã về đêm nhưng vẫn có khá đông phương tiện di chuyển qua lại. Đường lại ướt hoàn toàn, trong điều kiện thời tiết cũng như giao thông này rất dễ có thể xảy ra tai nạn trên đường. Clip ngay sau khi đoạn video được chia sẻ đã nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Trước đây, hai anh này làm trong rạp xiếc à? Đường rõ đông mà đi như này thì chỉ cần phanh gấp chút thôi là xảy ra tai nạn luôn rồi, chẳng hiểu đi cứu hộ hay đi hại nhau nữa. Anh ngồi trên chắc thích chơi trò bảo hiểm lắm, nhưng chơi thì vào những chỗ an toàn khác đi chứ, ai lại làm như hai anh này, hại mình mà có khi còn vạ lây cho người khác, coi thường tính mạng và pháp luật đến thế là cùng. Đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử phạt hành vi này.